Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tôi xin làm cái video xem chia sẻ giới thiệu với mọi người. Tôi mới nhận được một cái sản phẩm này thì nó đang đánh đúng vào nỗi đau của rất là nhiều người. Vậy thì mọi người muốn biết nỗi đau nó là gì thì hãy xem hết video của tôi để biết trước về sản phẩm, sau đó chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nỗi đau mà sản phẩm có liên quan, thế nó mới ý nghĩa, đúng không? Thế thì cùng với tôi đi mở nha, bởi vì sản phẩm này mình nhà cung cấp mới chuyển cho tôi xong, tôi còn chưa kịp mà mở ra và cũng chưa kịp khám phá xem là nó cụ thể như thế nào. Mà đã bọc cũng rất là kỹ đấy, vận chuyển là của DNT chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Nhà vận chuyển GNT này đấy, là người ta cũng rất là cẩn thận, đóng gói chắc chắn cẩn thận. Lớp thứ hai đặt với lớp bên sản phẩm đây, rồi cũng đóng gói bọc hộp kỹ càng luôn, chứng tỏ nhà vận chuyển là rất là uy tín đấy. Thank you.
Vạch nha. Nghe thấy chưa? Thơm đấy. Thơm. Sà phòng tắm, bên sà phòng tắm này là sà phòng tắm dùng cái thảo mộc nhé, cái lấy chiết xuất cái thảo mộc này thì giúp vừa làm sạch cơ thể này vừa có tác dụng là giải quyết cái cặn bã rồi cái vi khuẩn gây mùi cho cơ thể chúng ta. Thank you.
vẫy thì nó mới dễ bóc. Cái này khó bóc ra. Đây dùng để lăn phân khử một mùi mồ hôi thì về công dụng nó như thế nào và tôi sẽ giới thiệu với các bạn ở trong cái các cái video sau mà cái một số trang web của tôi cũng như là trang fanpage của tôi thì tôi cũng đã đưa sản phẩm này lên. Đấy, nếu mọi người mà muốn tìm hiểu thì xin mời mọi người vào cái trang đấy của tôi để tìm hiểu. Hôm nay tôi chia sẻ là chú ý là để chúng ta nhìn thấy thực tế sản phẩm như thế nào. Cũng dán tem, dán này, dán cái viền chống mở đây. Bây giờ muốn mở món ấy thì chúng ta buộc phải bóc cái này đi, bóc cái này. Tất cả đều có mã vạch, đều có ấy, đều có cái xuất xứ. Nếu các bạn cần xem có mùi thơm, nhưng mà nó không thơm mấy mà nó rất là dịu nhẹ thôi. Gần như để hôm nào tôi quay video với việc mà tôi sẽ dùng cái sản phẩm này như thế này. Ba sản phẩm với công dụng khác nhau hỗ trợ cho các cái
là cắt ra ra rồi mình lấy được, còn không ai có thể mở ra mà đảo đủ cái hàng được. Coi một hộp rất là to luôn. Giang liên phòng mã vạch này. Đấy. Chúng ta quét được những kiểm tra hàng mã sử dụng về xuất xứ này, thời gian sản xuất, cái sản phẩm này nó bắt đọc và cái gì hỗ trợ cải thiện tình trạng. Đấy. Ra nhiều mồ hôi. Đấy. Cải thiện tình trạng ra nhiều mồ hôi. Dùng cho người có chứng đổ mồ hôi trộm, người ra nhiều mồ hôi cơ thể, chân tay, đặc biệt là điều trị về bệnh mùi mồ hôi. Mùi mồ hôi thì nói chung đây xin chia sẻ với các bạn là nỗi đau của rất nhiều người, chính là vì cái bệnh mùi mồ hôi này nó làm cho nhiều người thiếu sự tự tin, mất đi nhiều cơ hội khi chúng ta giao tiếp. Chúng ta thiếu sự tự tin thì chúng ta ngại giao tiếp, thiếu sự tự tin thì chúng ta sẽ không tìm thấy những cái cơ hội cho bản thân mình khi người ta đã mặc cảm về cái nỗi đau này. Thì hôm nay thì tôi cũng làm cái video này chia sẻ cái sản phẩm thực tế mà tôi mới được chuyển về từ nhà cung cấp về. Tại thì tôi đang có trong tay là 10 bộ sản phẩm, gồm mỗi một bộ sản phẩm gồm có 3 sản phẩm nhé. 10 bộ sản phẩm. Đã. Mỗi một một bộ sản phẩm thì gồm có 3 loại này. Đấy, bạn nhìn thấy ạ. Mỗi bộ sản phẩm thì gồm có 3 loại như thế này. Thì 3 loại như thế này thì với 3 công dụng khác nhau nha. Một cái để tắm này, một cái để lăn đấy, và một cái này thì dùng để uống nha. Hộp để uống thì tôi xin mở trong tay, mở xem cái hộp để uống đây, tôi mời phải bóc cái kim em niêm phong lên nha. Chà, tôi cũng nghiến răng, nghiến môi bóc. Rồi các bạn thì nói chung là cũng người ta cũng cẩn thận. Đây này. Đấy. Lấy hướng dẫn này. Đấy, cũng rất là chuyên nghiệp. Tất cả là chuyên nghiệp nha. Rất là chuyên nghiệp luôn. Đấy. Hộp cũng chuyên nghiệp. Đấy, sử dụng ra là chuyên nghiệp nhỉ, sản phẩm rất là chuyên nghiệp luôn. Và chúng tôi cam kết với sản phẩm này khi mà giao đến tay mọi người nhỉ, cam kết về công dụng, cam kết về các cái điều kiện sử dụng nhỉ. Đấy, đây chống đấy này, chống trẻ con này, mở nắp này. Một hộp đây trong này là những cái viên, các bạn hoàn toàn tin tưởng nhé, bởi vì đây là một cái sản phẩm rất là có giá trị. Thực ra nó không phải rẻ đâu, nó cũng rất là đắt đấy, đắt, nhưng mà đắt thì nó sắt ra miếng. Đắt ở đây thì nó hơn các sản phẩm trên thị trường. Bây giờ tôi cũng thấy rằng rất là nhiều sản phẩm trên thị trường nhưng mà nó chỉ có một loại thôi. Ở đây là một bộ sản phẩm này gồm có 3 loại sản phẩm. Ngoài trên thị trường thì tôi thấy rằng là các sản phẩm chỉ có một sản phẩm, một là nước, hai là bột. Đó, thì nước thì người ta dùng lăn, bột thì dùng cái bột để bôi. Đấy, thì nó có nhiều cái mà
mà thị trường đang chưa có đáp ứng được, nhưng mà nhà sản xuất này người ta đã nghiên cứu sản phẩm này rất là lâu rồi, người ta mất rất nhiều thời gian và chi phí để người ta nghiên cứu sản phẩm, mà đồng thời người ta cứ dùng thử, người ta đã test rất là lâu rồi, xong người ta công bố sản phẩm và chạy sản phẩm. Cái chi phí của cái sản phẩm này thì so với người bình thường thì không rẻ chút nào, nhưng nếu chi phí này mà để cho chúng ta điều trị nỗi đau của chúng ta ấy mà thành công ấy, mà hết ấy, thì tôi nghĩ rằng cái chi phí này rất là rẻ luôn, không đắt đâu, mọi người lưu ý nhá. Nhiều khi chúng ta chưa nhìn thấy sản phẩm thực, chúng ta cũng chưa được kiểm nghiệm thực, thì mọi người đang đặt câu hỏi liệu cái giá đấy có đắt quá không, liệu sản phẩm đấy có đáp ứng được cái nỗi đau của mình không, có giải quyết được cái nỗi đau của mình không, có xóa nhòa được cái nỗi đau của mình không, đó, có trị điều trị dứt điểm được cái bệnh của mình không. Thì hôm nay tôi cũng xin trả lời luôn, bởi vì mỗi sản phẩm thực này tôi xin khẳng định với các bạn rằng là nhà sản xuất đã cam kết với chúng tôi là những nhà phân phối, cam kết là nếu mà sau khi điều trị đấy, tùy theo mỗi người nhé, người mới thì có thể dùng một liều, nhưng mà người bị lâu rồi thì có thể là 2 đến 3 liều. 2-3 liều là như thế này, thường thì đa phần là 2 liều. Thế thì nó sẽ cam kết là khỏi hoàn toàn, sẽ khỏi. Thế thì nếu mà không bảo đảm được thì chúng tôi cam kết sẽ hoàn tiền lại cho mọi người. Thì trong cái video tiếp theo thì tôi sẽ làm một cái video liên quan đến việc dùng sản phẩm. Thì tôi cũng thực nghiệm luôn để cho mọi người cùng biết là không phải là tôi quảng cáo mà tôi không dùng. Tôi sẽ dùng để sau khi tôi dùng xong tôi sẽ đưa ra những cái thực tế kết luận cuối cùng để mọi người có thể tin tưởng chấp nhận một cái mức chi phí để chúng ta có thể điều trị giải quyết được những nỗi đau của chúng ta, để giúp chúng ta tự tin hơn trong giao tiếp, tự tin hơn trong khi chúng ta trong những cuộc yêu với bạn gái, cuộc yêu với vợ, với chồng, rồi trong chúng ta giao lưu, học hỏi, rồi trong công việc thì chúng ta sẽ không bị mất tự tin, chúng ta không ngại ngùng khi chúng ta cơ thể chúng ta nó có cái mùi mồ hôi. Ở đây thì nỗi đau là mùi mồ hôi, cái mùi mồ hôi sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình trước khi chúng ta giữa đám đông này, chúng ta giao tiếp với những người khác này, chúng ta ở trong một cái tập thể, trong một cái phòng này, cái mùi mồ hôi nó thật sự là nó gây khó chịu cho mọi người xung quanh. Mùi mồ hôi đấy thật sự mà nói thì không phải là một số người bị đâu, với đa phần là đều rất nhiều người bị, bởi vì thứ nhất là nó do thể trạng cơ thể, thứ hai là do di truyền. Di truyền từ bố, từ mẹ, nếu mà gia đình có người bố người mẹ bị thì di truyền sang con. Việc thứ hai là nó do nội tiết tố. Đấy, cái thứ ba là cái việc mà chúng ta vệ sinh không sạch, không tốt trước đây, đến bây giờ là nó bị ảnh hưởng đến cái tuyến giáp của chúng ta và nó gây ra mồ hôi. Thì nó có rất nhiều nguyên nhân như vậy. Thì cái vấn đề chúng ta không nên tự tin vào cái việc mà chúng ta bị như vậy, nhưng mà chúng ta cố gắng, chúng ta dùng mọi biện pháp để chúng ta làm sạch cơ thể chúng ta, chúng ta giữ cái việc mà nó không phát tán mùi thì chúng ta vẫn tự tin được. Nhưng cái việc đó thì chúng ta phải duy trì hàng ngày, nhưng mà để mà lâu dài mà chúng ta làm việc đấy thì cái việc đấy thì nó cũng mệt mỏi lắm. Hàng ngày chúng ta cứ phải luôn luôn cũng phải đề phòng, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải tìm cách để chúng ta không bị phát tán mùi. Thì chúng ta thường trong người chúng ta luôn thường trực cái việc mà chúng ta cứ phải tìm cái vấn đề để chúng ta xử lý, nên là chúng ta không tập trung vào làm việc khác được, và chúng ta không tự tin. Chính vì sự không tự tin đấy, chúng ta mất đi nhiều thứ trong cuộc sống hàng ngày, trong học tập và trong giao lưu, rồi trong cái sự gắn kết với cộng đồng. Vì vậy thì để có giải pháp chúng ta giải quyết dứt điểm vấn đề, và chúng ta tập trung cho những cái công việc chuyên môn của chúng ta, cho sinh hoạt chúng ta, cho nghề nghiệp của chúng ta, và cho những cái học hỏi công hiến, thì tôi nghĩ rằng cái sản phẩm đó là cái điều tiên quyết để chúng ta có thể
làm nên sự tự tin, làm nên sự thành công của chúng ta. Cho nên là cái việc này thì tôi nghĩ rằng là các bạn cũng hãy mọi người hãy suy nghĩ tích cực nha. Mọi người hãy hãy xem xét là chúng ta có cân nhắc đến tài chính không, bởi vì chúng ta giải quyết được một vấn đề mà đem lại cho chúng ta nhiều kết quả tích cực hơn thì cái vấn đề tài chính đó chỉ là một vấn đề thứ yếu mà thôi. Đấy, nó rất là nhỏ nhá, nhỏ so với việc chúng ta giải quyết được một vấn đề lớn và một vấn đề mà nó cấp bách, vấn đề nó ảnh hưởng chúng ta mất nhiều hơn khi chúng ta mất sự tự tin. Chúng ta mất nhiều hơn khi chúng ta không đủ cái sự tự tin vào bản thân mình, và chúng ta sẽ không thể có được những kết quả và sự mong đợi của thành công trong cuộc đời chúng ta, trong thành công trong sự nghiệp và trong cái việc mà chúng ta giao tiếp xã hội. Chúng ta sẽ bị thu hẹp là cái việc mà chúng ta giao tiếp, thu hẹp khoảng cách, rồi chúng ta sẽ không thể mở rộng mối quan hệ của mình, chúng ta không thể giải quyết các vấn đề một cách tự tin, thì chúng ta mất nhiều hơn. Đấy, thì mọi người nên đặc biệt lưu ý ở đây nó chỉ là chưa đến 1 triệu nha, 970.000 cho bộ 3 sản phẩm này. Đấy, bộ 3 sản phẩm này thì là chúng ta trong tầm tay chúng ta. Bình thường thì chúng ta chi phí cho những cái việc khác nó tốn hơn rất nhiều, ví dụ như bạn mua sản phẩm khác nó chỉ là một sản phẩm bôi thôi, nhưng mà một cái sản phẩm bình thường nó cũng đã mấy chục nghìn rồi, nhưng chúng ta cứ bôi tháng này qua tháng khác, ngày tuần này qua ngày khác, nhưng mà cái số tiền cộng lại thì nó cũng có khi hơn quá cái số tiền chúng ta bỏ nó mua bộ sản phẩm này. Và cuối cùng thì nó vẫn cứ ngày nào nó cũng vẫn cứ thế, cả vẫn cứ bị mang mùi thế và vẫn không kết thúc được, mà chúng ta không giải quyết được vấn đề của chúng ta. Và tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, cuộc đời chúng ta cứ thế luôn, chuyển cứ ngày nào cũng, năm nào cũng thế. Đấy, và chúng ta mãi mãi cứ ấy trong mình cái nỗi đau và cái nỗi canh cánh, rồi cái sự thiếu tự tin, và chúng ta cứ chìm dần, cuộc đời chúng ta sẽ chìm dần và chúng ta bế tắc. Đấy, thì tôi mang đến cái giải pháp hôm nay, mang đến giải pháp cho tất cả mọi người, cái giải pháp này để tháo gỡ cái nỗi đau, giải pháp này để giúp chúng ta giải quyết được mọi vấn đề. Đấy, mọi vấn đề trong cái nỗi đau của chúng ta hàng ngày mà chúng ta phải duy trì hàng ngày, chúng ta phải giấu giếm, chúng ta phải tìm cách che đậy, chúng ta phải tìm mọi cách để chúng ta giảm sự chú ý của mọi người đến cái vấn đề nỗi đau của chúng ta. Đấy, chúng ta không còn đủ thời gian để chúng ta giải quyết những cái việc mà chúng ta cần phải làm, chúng ta cần phải hành động ngay ngày hôm nay. Bởi vì vậy mọi người hãy nghĩ thấy rằng cái điều mà tôi trao đổi với mọi người nó là một cái điều hoàn toàn rất là ý nghĩa. Tôi không chia sẻ một cái gì nó không ý nghĩa, và cũng không chia sẻ, cũng trao cho mọi người những cái gì mà nó không có ý nghĩa, không thực tế, và nó đem đến cho mọi người sau này cái sự thất vọng. Điều đó tôi không mong muốn điều đó. Vậy thì tôi mong rằng là mọi người hãy xem xét cho mình. Chúng ta có rất nhiều cơ hội để chúng ta không bị đánh mất đi. Vì vậy tại sao chúng ta không làm những hành động ngày hôm nay? Tôi nghĩ rằng hay là biện pháp rất là rẻ, khổ lắm cái các bạn có nặng có khó khăn, các bạn đến 3 bộ thôi, 3 bộ thì các bạn cũng chỉ mất có 3 chưa đến 3 triệu, gần 3 triệu. Nhưng nếu các bạn nhẹ, các bạn chỉ 1 bộ thôi, chưa đến 1 triệu, và trung bình đến tầm khoảng 2 bộ. Thế thì cái chi phí đấy không có gì là đáng kể cả. Bởi vì nếu chúng ta giải quyết nhanh vấn đề, chúng ta có thể hành động sớm hơn, chúng ta sẽ tạo ra nhiều cái giá trị hơn cho bản thân chúng ta. Đấy, về những cái vấn đề chúng ta giao lưu được có cơ hội, rồi sự tự tin chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để chúng ta tạo ra những cái tương lai cho chúng ta, và những cơ hội để chúng ta làm giàu, chúng ta phát triển, rồi chúng ta sẽ lấy lại tất cả những cái gì mà chúng ta đang nỗ lực. Và chúng ta không, lúc đó chúng ta sẽ không phải mỗi một đường cái sự suy nghĩ trong chúng ta là
và tôi phải làm như thế nào, tại sao bây giờ tôi như thế, và tôi đã chi phí quá nhiều, tôi đã mất quá nhiều thời gian và tôi đã mất quá nhiều cơ hội. Vậy lúc đấy bạn sẽ loại bỏ những cái đó ra, loại bỏ những cái vấn đề đó ra cùng với nỗi đau của bạn. Đấy, thì mong rằng các bạn sau video này thì mọi người hãy hành động đi. Đấy, tôi sẽ hỗ trợ mọi người, và cái vấn đề là tôi, nếu ai mà mua từ 3 đến 5 bộ sản phẩm thì tôi sẽ giảm giá cho hỗ trợ mọi người là từ 15 đến 20% để cho mọi người, chúng ta đồng hành cùng với mọi người trên cái nỗi đau này. Thì bản thân tôi thì tôi cũng là một người cũng có nỗi đau như vậy, thì tôi cũng từ cái việc tôi có nỗi đau thì chia sẻ mọi người, và tôi sẽ đồng hành cùng mọi người để chúng ta cùng tìm cái con người ý nghĩa tích cực hơn của chúng ta cho những ngày tháng tươi đẹp hơn ở phía trước chúng ta. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của tôi. Chúc mọi người là có những quyết định sáng suốt, và chúc chúng ta giải quyết được những nỗi đau của mình. Chúc chúng ta tự tin hơn, và chúng ta sẽ tìm thấy chân lý của cuộc đời chúng ta, và chúng ta sẽ phát triển bản thân chúng ta. Chúng ta đảm bảo cho cái cuộc sống của chúng ta ngày càng tươi đẹp hơn và càng ý nghĩa hơn. Xin cảm ơn. Thank you.